Lô. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khải nè mọi. Và ở video này thì Khải sẽ trung gian dùm cho anh em một cái nhẫn khăn lôi 30 với giá 4 triệu Việt đồng nha anh em ơi. Đây anh em à, đó. Khăn lôi 30, sinh lực 98 và nội lực 35. Nhẫn này có thể nói đây là một cái nhẫn đang no 1 server rồi, chưa có cái thứ hai nha mọi người. Sau này thì không biết như thế nào, nhưng hiện tại bây giờ thì người là ơi đã sở hữu cho mình cái nhẫn khăn lôi 30. Đó, hiện tại này thì gió đang như nào. Mà biết là chắc là đi theo hướng năm hành đai lưng và nhẫn khăn lôi rồi. Đó, nhìn đai lưng nè. Này đang mang cái set hiệp hồng ảnh đi chan nên là chưa thở thoát được hết set đâu. Ok, Khải giao dịch dùm cho anh người là ơi. Và người bán đó là Tiểu Tương nha anh em. Tiểu Tương nữa vừa giao dịch cho Khải. Đây nè. Người là ơi. Đúng ạ. Chưa. Đây nè. Đúng rồi, chưa. Đấy nè mày. Đúng rồi, đâu vô đó không to luôn á. Đây nè, cho anh em xem sơ qua nha, mới giao dịch xong. Đó. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại là kiểm tra lại một lần nữa. Đúng rồi, chưa. Cái này mình giao dịch dùm, ok, chốt. Đó nè, nhận thắng lôi 30. Xong. Đọc à thôi em. Bắn. Cho. Bắn lại nè. À ok anh em ơi, bây giờ Khải bắn lại bên kia nữa xong nha anh em. À, anh em xem video lần này thì đừng quên đó là cho Khải một like chia sẻ hộ cho anh em ơi. Ok.